Sâm Hoàng Nhật Đồ Điện, chào các bác ạ. Bây giờ là buổi chiều ngày 4 tháng 4 năm 2020. Em vừa vệ sinh xong cái con máy lọc không khí Panasonic có mã là FX-H70 các bác nhé. Phải nói đây là một con máy tuyệt đẹp luôn mà tính năng hoàn hảo nhất trong tất cả các cái dòng máy lọc không khí của hãng Panasonic. Đấy. Con này sau khi lên sóng buổi sáng thì đã có một bác khách hàng chốt ngay rồi. Em vừa vệ sinh xong thì lên sóng để cho bác xem thôi. Còn con này đã có khách đặt rồi các bác nhé. Đấy. Một con máy thật là tuyệt vời luôn, nói không phải em bán mà là ca ngợi, nhưng mà phải nói cái mẫu này là cái mẫu đẹp nhất trong các cái dòng máy và không khí của Panasonic cho đến thời điểm bây giờ các bạn. Mẫu rất là đẹp, thiết kế trông dáng rất là hiện đại nhé. Đấy, mặt dâng thì như vậy mà nhìn đẹp chưa, dâng lên rất là đẹp, dâng lên rất là đẹp luôn, cửa dâng như thế, các bạn có thể điều chỉnh thoải mái, cửa điều chỉnh dâng mở các kiểu Eco Navi, đèn Eco Navi. Giới thiệu sơ qua các bác cái chức năng nhé. Nút này nút bật nguồn này, bật này. Nút này nút chuyển chế độ lọc này. Chế độ đầu tiên này là chế độ lọc không khí và buồng tự do, tức là nó sẽ lọc tự động. Đây. Chế độ lọc tự do. Chế độ thứ hai là chế độ lọc không khí tự động không có buồng. Chế độ thứ ba là chế độ lọc không khí và buồng tự động nhé. Đây. Ở cái chế độ nút thứ hai này các bác chỉ dùng được khi ở cái chế độ này hoặc là cái chế độ giữa này, là cái chế độ tốc độ lọc. Đây, tốc độ lọc đây tự động yếu mạnh mấy cái chỗ đấy. Còn đây là điều chỉnh cái cửa dâng này và cái cửa ngáp này và cái cửa dâng này. Đấy. Nút này nó nút bật đèn Eco Navi các bạn này. Đèn nó cái đèn này sẽ là cái một cái nút nó điều chỉnh thông minh tất cả, các bác không phải làm gì nữa. Đấy. Nút này là cái nút chế độ dọn phòng, cho các bác có thể ấn cái nút này để dọn nhanh. Đấy. Nút này nút hẹn giờ 2 giờ 4 giờ tắt 3 giây khóa chèn. Đấy. Thì các nút không bấm được. Và đây mà đây là các cái đèn trên này các bạn này. Đây là đèn Eco Navi này, hai cái đèn này báo bụi bẩn, báo mùi này. Đây, đây là có một cái mắt đen đen, đây là cái mắt cảm biến các bạn nhé. Con này rất hiện đại, là cảm biến chuyển động, nó phát hiện người vào trong phòng, có người trong phòng sẽ tự động máy mở dâng cửa lên và hoạt động. Đấy. Khi không có người một thời gian ở trong phòng thì máy sẽ tự động giảm tốc độ đi. Phải nói là siêu tiết kiệm điện các bạn nhé. Ở đây này. Các bác xem đồng hồ em đang bật chế độ có 9W này các bạn này. 9W các bạn, 8W. Đấy. Nếu mà nói về độ tiết kiệm điện thì Nhật nó là vô đối luôn. Trên là các bác lọc không khí không tốn điện các bác nhé. Đấy. Các bác cứ dùng thoải mái, em bật sang cái tăng tốc cái chế độ mạch mạnh nhé các bác nhé. Các bác thấy nó tăng tốc lên cũng chỉ có mấy chục watt thôi này. Đấy. Đấy. Các bác phải tăng gì ạ? Tối đa của nó là con này là gần 70W. Đấy là cái chế độ là mạnh nhất của nó. Còn khi các bác để chế độ Eco Navi ấy, Eco Navi thì rất là tiết kiệm. Chế độ Eco Navi thì gần như không tốn điện. Đây, Eco Navi này. Con này có khả năng lọc cho phòng được khoảng 50m2 các bác nhé. Đây, con máy rất là đẹp. Chiều nay em lại về thêm một con như này nữa các bác nhé. Chiều nay về thêm một con nữa. Đấy, em bán là 4.8 triệu. Bác nào có nhu cầu đặt con này thì các bác alo luôn cho em. Chiều nay em về được một con nữa nhé. Rất là đẹp. Đấy. Vẫn nguyên bản điện 100V các bác nhé. Đấy. Con máy tuyệt vời luôn. Cảm ơn các bác.